cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của sài gòn tv và sau đây là phần tin á châu bảo vệ ngân hàng iran bị xử tử vì bắn chết giáo sĩ bộ tư pháp của iran cho biết là bảo vệ của ngân hàng bắn chết giáo sĩ abbas ali soleimani thành viên hội đồng chuyên gia hồi đầu năm đã bị hành hình theo luật hồi giáo bản án này có thể được hủy bỏ nếu gia đình của nạn nhân đồng ý tha cho thủ phạm hãng thông tấn irna cho biết là vụ hành hình diễn ra ở thành phố Babolsar, tỉnh Mazandaran, miền bắc của Iran, trước sự chứng kiến của gia đình nạn nhân. Thủ phạm bị kết án tử hình vào hồi tháng 5 và tối cao Pháp Việt đã giữ nguyên phán quyết. Giới chức của Iran không nói rõ phương thức hành hình, nhưng Iran thường áp dụng cách treo cổ. Iran cho đến nay không công bố động cơ trong vụ sát hại giáo sĩ Soleimani, cũng như là danh tính của người này Song cho biết đây là nhân viên bảo vệ của một ngân hàng ở thành phố Babosar. Người đàn ông này tiếp cận giáo sĩ Soleimani từ phía sau khi ông đang ngồi trên ghế tại ngân hàng, rút súng và bắn vào đầu ông. Giáo sĩ Soleimani, 75 tuổi, là thành viên hội đồng chuyên gia nhiều quyền lực, chịu trách nhiệm lựa chọn lãnh đạo tối cao Iran. Ông từng là đại diện của lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei. Vụ nổ súng khiến cho ông Soleimani thiệt mạng được đánh giá là vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào các giáo sĩ Iran trong những năm qua. Vào hồi tháng 4 năm ngoái, thì Abdolatif Moradi dùng dao đâm chết hai giáo sĩ và làm một người bị thương ở thành phố Masad Moradi bị treo cổ vào tháng 6 năm ngoái. Lạm phát ở Ấn Độ tăng tốc, theo cơ quan phân tích của Ấn Độ, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 11 đã tăng 5,55% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn kết quả khảo sát của Bloomberg và cách xa mức mục tiêu 4% của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ. Lạm phát tăng chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao, đây là vấn đề đang được các quan chức chú trọng. Chính phủ Ấn Độ đã hạn chế xuất cảng nhiều loại lương thực thiết yếu, bao gồm lúa mì, gạo, nhằm hạn chế chi phí cho người tiêu dùng. Dữ liệu ngày 13 tháng 12 cho thấy lạm phát thực phẩm chiếm nửa rổ giá tiêu dùng đã tăng từ mức 6,61% trong tháng 10 lên 8,7% vào tháng 11. Giá các loại rau như hành, cà chua tăng vọt vì tình trạng thiếu hụt sau những trận mưa thất thường. Giá quần áo giày dép tháng 11 tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá nhà đất tăng 3,55%, còn chi phí nhiên liệu và điện lại giảm 0,77%. Ngoài ra, chính phủ Ấn Độ cũng công bố số liệu cho thấy tăng trưởng sản lượng nhà máy đã đạt mức cao nhất trong vòng 16 tháng là 11,7% trong tháng 10, làm tăng thêm triển vọng mạnh mẽ của nền kinh tế. Axis Bank ước tính tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Ấn Độ đã tăng lên 7%. Điều này ngụ ý rằng nền kinh tế có thể phát triển với tốc độ đó mà không gây ra vòng xoáy lạm phát. Tiếp theo là bản tin liên quan đến con gái của ông Kim Jong-un, được gọi là tướng quân sao mai. Con gái của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, bé Kim Joo-ae, năm nay được cho là 10 hoặc 11 tuổi, xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng cùng cha thị sát vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hoa Son 17 và đến nay đã xuất hiện trước công chúng tổng cộng 19 lần kể từ tháng 11 năm ngoái. Cô bé luôn xuất hiện bên cạnh cha mình. Giới chức của Nam Hàn ban đầu hoài nghi về việc Kim Jue có thể trở thành người kế vị lãnh đạo Kim Jong Un. Tuy nhiên thì họ đang dần thay đổi quan điểm này. Sau vụ phóng thành công vệ tinh do thám đầu tiên của Bắc Hàn vào ngày 21 tháng 11, Kim Joo-ae được truyền thông của nước này gọi là tướng quân sao mai, thay vì là tiểu thơ cao quý như trước đây. Danh xưng tướng quân sao mai được sử dụng lần đầu tiên để nói về ông cố của Kim Joo-ae, tức là nhà lãnh đạo Kim Il-sung, nhà sáng lập Bắc Hàn, ông nội của ông Kim Jong-un. Truyền thông của Bắc Hàn cũng từng gọi ông Kim Jong-un là tướng quân sao mai của trước khi mà ông đã lên nắm quyền vào năm 2011. Với danh sưng mới thì Kim Joo-e không còn buộc kiểu tóc đuôi ngựa như một năm trước. Thay vào đó thì cô bé để kiểu tóc trưởng thành hơn, hệt như là mẹ của cô là đệ nhất phu nhân Ri so -ju. Đáng chú ý nhất là bức ảnh được công bố vào ngày 1 tháng 12 cho thấy là Kim Joo-e lần đầu tiên xuất hiện ở vị trí trung tâm trong khi cha của cô đứng phía sau. Cả hai mặc áo khoác da và đeo kính râm giống hệt nhau khi đến thăm trụ sở không quân Bắc Hàn. Quỹ tiền tệ quốc tế giải ngân khoảng vay 690 triệu Mỹ Kim cho Bangladesh. Ngày 13 tháng 12, Ban điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế đã phê chuẩn giải ngân đợt thứ hai, trị giá hơn 689 triệu Mỹ Kim trong gói tín dụng 4,7 tỷ Mỹ Kim cho Bangladesh. Đợt thứ hai này nâng tổng số tiền giải ngân cho Bangladesh cho đến nay lên hơn 1,1 tỷ Mỹ Kim. Các khoản vay dành cho Bangladesh đã được Ban điều tra Quỹ tiền tệ quốc tế phê chuẩn vào ngày 30 tháng Giêng năm 2023 trong những năm qua bangladesh là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới tuy nhiên giá năng lượng và thực phẩm tăng vọt do ảnh hưởng của cuộc chiến giữa nga và ukraine khiến giá trị nhập cảng hàng hóa và thâm hụt tài khoản bản lai của nước này gia tăng Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Antoinette Saye nhận định trong ngắn hạn, Bangladesh cần tiếp tục tập trung vào kiểm soát lạm phát và xây dựng lại khả năng chống chọi với các biến động từ bên ngoài. Điều này đòi hỏi Bangladesh cần siết chặt chính sách tiền tệ và bảo đảm tỷ giá ngoại tệ linh hoạt hơn để kiềm chế lạm phát. Tiếp theo là bản tin liên quan đến bắt giữ người đàn ông gửi hơn 17 triệu tin nhắn lừa đảo. Theo hãng thông tấn AFP, cảnh sát của nước Úc mới đây đã buộc tội một người đàn ông sống ở ngoại ô thành phố Sydney về việc gửi hơn 17 triệu tin nhắn lừa đảo. Tính trung bình gần như là mỗi người trưởng thành ở nước Úc đều nhận được một tin nhắn này. Cảnh sát tiểu bang New South Wales cho biết là người đàn ông 39 tuổi này một mình chịu trách nhiệm cho hành vi gửi các tin nhắn lừa đảo gây khó chịu cho người dùng điện thoại di động trên khắp nước Úc. Các tin nhắn chứa nhiều đường dẫn lừa đảo giả mạo việc được gửi đi từ bưu điện của nước Úc hoặc là các bên thu phí giao thông. Thủ phạm được cho là đã dùng các hộp SIM, tức là thiết bị có thể gửi đi hàng chục ngàn tin nhắn mỗi ngày. Theo ông Jason Smith, chỉ huy đội tội phạm mạng của cảnh sát nước Úc, người dùng nên cảnh giác với các trò lừa đảo qua tin nhắn trước Giáng sinh, thời điểm mà nhiều người mong đợi nhận được đơn hàng và đặt trên mà họ đã đặt trên các trang mua sắm trực tuyến. Ông Smith cảnh báo là người dùng trong mọi trường hợp không nhấp vào các đường dẫn nhận được qua tin nhắn hoặc email. Thủ phạm bị buộc tội sử dụng thiết bị nối mạng để phạm tội nghiêm trọng và hiện được tại ngoại. Rạp xiếc gây phẫn nộ khi cho trẻ em ngồi trên lưng hổ chụp ảnh rồi thu tiền. Một rạp xiếc ở Trung Quốc cho phép trẻ em ngồi lên lưng hổ để chụp ảnh với giá 20 nhân dân tệ đã gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trong video, con hổ nằm trên khung kim loại, hai chân bị trói. Tuy nhiên, chân trước và đuôi của con vật vẫn cử động, gây lo ngại về sự an toàn. Các nguồn tin cho hay con hổ không bị gây mê. Thợ chụp ảnh ngồi phía trước ghi lại những khoảnh khắc tương tác giữa con hổ và đứa trẻ, trong khi những người khác háo hức xếp hàng chờ đến lượt. Chi phí mỗi lần chụp ảnh là khoảng 2,8 Mỹ Kim. Trước những lo ngại của dư luận, cơ quan Văn hóa Thể thao và Du lịch nói với đài truyền hình rằng Rạp Siết đã tiến hành các buổi biểu diễn trái phép tại quảng trường Hengli, tỉnh Quảng Tây. Sau cuộc điều tra, nhà chức trách đã yêu cầu Rạp Siết ngừng hoạt động và điều tra pháp lý với những người điều hành. Rạp Siết và vườn thú ở Trung Quốc từ lâu đã khai thác động vật dưới chiêu trò giải trí. Hồi tháng 4 năm 2020, một vườn thú tại tỉnh Vân Nam khai trương điểm thu hút câu hổ, nơi du khách có thể treo những miếng thịt để thu hút các loài động vật. Quay sang bản tin tiếp theo cho hay hệ thống y tế tại giải Gaza gần như sụp đổ. Ngày 13 tháng 12, điều phối viên nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại vùng lãnh thổ của người Palestine đã bị chiếm đóng, Lynn Hastin, đánh giá hệ thống y tế trên giải Gaza gần như là sụp đổ. Người dân nơi đây đang phải đối mặt với thảm họa y tế cộng đồng. Nguy cơ lây lan dịch bệnh vì tình trạng tụ tập quá đông đúc tại các điểm di tản. Theo quan chức WHO, mọi điều kiện điển hình để lây dịch bệnh đều đã xuất hiện khi có tới 85% trong tổng dân số 2.3 triệu người ở giải Gaza phải rời bỏ nhà cửa và dồn đến các địa điểm di tản trực kính người, gần như là một nửa dân số dồn về thành phố Rafah ở cực nam của giải đất này. Số ca bệnh hô hấp, tiêu chảy, cháy rận, ghẻ lở và nhiều bệnh lây lan nhanh khác đã tăng vọt. Chỉ riêng việc xếp hàng để đi vệ sinh, cũng có thể kéo dài nhiều giờ. Trong khi đó, thì thông báo từ cơ quan y tế ở giải Gaza cho biết là các bệnh viện đã hết nguồn dự trữ vaccine để tiêm cho trẻ em ở vùng lãnh thổ này. Việc tiêm chủng cho trẻ em đình trệ hoàn toàn. Cơ quan này cũng cảnh báo là việc thiếu vaccine sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe đối với trẻ em và gây nguy cơ lây lan dịch bệnh, đặc biệt là những người phải di tản đến những nơi đông đúc. Cơ quan y tế Gaza kêu gọi Liên Hiệp Quốc nhanh chóng can thiệp để cung cấp các loại vaccine cần thiết và bảo đảm đưa số vật tư y tế này tới giải Gaza để ngăn chặn thảm họa y tế. Phát biểu trước báo giới tại Geneva, Thụy Sĩ, người đứng đầu cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh tình hình nhân đạo tại vùng lãnh thổ này hiện vô cùng bấp bênh, thậm chí là đang bên bờ vực thẳm. Vâng, kết thúc quý vị vừa rồi là những bản tin liên quan đến Á Châu xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam.